mẫu là việc trồng chất phát cho mày ta mang được lúa là bao la nhà lá hay là bà vàng đất nơi miền Tây nghe thôi đã thấy dân giả ngã về đây thì tùng hò hát hay là ca vang trời với tiếng đàn cò tích tình tình tan nên đất quê hương anh có chính đồng khúc giao duyên họ Lý còn vang với lý cây bông nơi đó là họ là họ câu hát khúc giao duyên em có còn nghe thì tình mình miền sông nước đứng trên ghe anh trong cô lai đò rồi từng ngày dài đứng bóng biết chăng cô bỏ mặt dòng sông mà nhìn đàn cò bay lá chắc cánh tung bay xa xăm ngoài đâu căn nhà tranh mai lá làm sao có giá được chăm cây vàng nà cò bay lời bay lá cò mang thiếp về ngay cho chàng nà vậy thưa ba thưa má mà vui qua xa nếu anh cưới nàng nà cò bay lời bay lá cò ơi ơi cô em lái đò sao mu em nỡ làm ngơ anh mang theo tiếng đàn cò vắng xuất khẩu thân thơ đầu năm tụi tôi chơi hip hop kiểu tao bully mình sẽ cùng bắt ao chất khi thành phần chỉ
ăn gà hồng mông công em ngủ trên lầu hai khung trong mông chỉ muốn nghĩ ra nhạc hay anh em thân của mày lẩu đâu có vai đâu mình đính cả một chai mẹ ông lại gà lay o nhé tao phải thiết kế nhạc tinh hoa bản sắc của mẹ và kinh hoa lúc trên cũng biết như là ninja đây là kinh nghiệm sách vở mình phải tinh ra giống có cái nhạc yêu nên tao cũng ngại thu biết tao thuốc bổ giờ tao là đại phu sản phẩm như này nhưng mà chúng ngại chi chỉ ý chí lại ngu mình đi chú lại đi nhân có
cầu, trong đèn có trắng, trong thua có thắng, trong thiện có tà. Mà lòng người Phật Phật ma ma, thật thật giả giả nên nhìn khó ra. Người thì không hay lời ngon tiếng ngọt, nhưng vì người khác lao lực lao tâm. Người thì quanh năm thành tâm hướng Phật, dưng bụng giả chứa một bộ dao găm. Hỏa hổ hỏa bì nang hỏa cốt, tri nhân tri diện bất kỳ tâm. Người khôn thích giả làm người dốt, người ngu thích tỏ vẻ cao thâm. Người càng có nhiều thì càng khiêm tốn, kẻ chẳng có gì là thích khoe khoang. Lời càng mỹ miều là lời gian dối, vốn dĩ lẽ đời mặn đắng khô khan. Trời cho đôi mắt để nhìn thấy, cho đôi tai để lắng nghe. Đừng đặt quá nhiều sự tin cậy, dù cho đó chỉ là cái thắng xe. Phải thật bình tĩnh cho mọi tình huống, đặt câu hỏi cho mọi vấn đề. Phải dùng bản lĩnh làm điều mình muốn, mặc kệ người khen người chê. Nó đã muốn đấm thì mày không thể tránh khỏi. Nó đã muốn đấm thì mày không thể tránh khỏi. Có thằng tao khuyên, có thằng tao bỏ. Có thằng đã nuốt biết bao nhiêu vào cuốn phổi. Có thằng đi đá, có thằng hút cỏ. Có thằng thích mặc Adidas từ rất nhỏ. Có thằng ba mẹ nó đại gia nhưng mà nó thích tự lập nên đi xa. Có thằng nhìn mặt ngay trên da ghi lại những gì trong đời nó đi qua. Em của tao là hip hop, có thằng break dance, có thằng BMX. Em của tao là hip hop, luôn hiền ngang cả mày nằm sau đấy. Em của tao là hip hop, yeah. Em của tao là hip hop. Con dâu dù trường bay lắng, chẳng ấy tương lai.
tình, đời đổi lấy được gì, anh em bạn bè chỉ toàn quan tâm, xong qua tâm mà. Chị biết khúc 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 hùng bô ra, chị biết khúc 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 hùng bô ra, chị biết khúc 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 hùng bô ra, chị biết khúc 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 chị biết khúc không chịu đi khám phá, chạy mà cầm sách bút mà đi là tao mà đánh giá, xưa mà về châu thổ xem thuyền mà đánh cá, nhóc mà không có thích vui lòng mà tránh ra. Cảm ơn anh. Đừng có vậy mà nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Gọi, gọi, gọi mấy ông anh ở Mắc Cao. Vì chuyến hàng đêm nay của tên tàu, mở tiệc lớn tới nhà hàng năm sau, để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết mày buôn bán ra sao, anh em tao bao thị trường Mắc Cao. Nếu ăn chia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mà xa nhau. Anh em tao đến từ đồng lào, mà ở Mắc Cao cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày súng chung tay vung vai mày cao nồng. Ở đây đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm lắm hồng trần, luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan, cần vip thì để tao sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự để chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu, cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới dài lâu. Chạy con xe một vòng hoa cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ, là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo, ôm hàng cắm lăng biển dứt biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những hình xăm màu mắt ở trên da, đồng đạp mây quấn hết cả ba bên, chúng ăn tình làm sao mà tao quên, đất ma cao và nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy các con chốt sang sông, bao lần cay đắng nhưng vẫn không than, vì miếng cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt, trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhưng tại yêu thích bi hài, gặp lấy xe tao cho mày tát tay. À, anh em tao mà cao, yeah, dân chơi không bà hoa. Còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến khi tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến lược tiên. Anh em tao mà cao, yeah, dân chơi không bà hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến khi tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh thì có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến lược tiên. Quay, từ nhỏ hiểu gõ đời chanh chua, bao lần nhanh thua phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành ganh ma, tao mong đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đất phân lên, thằng nào lên phán chén cơm người khác thì chuyện nát thống rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, mà cao đèn sáng suốt quanh đêm. Lỗ tai sổ kém tăng hình gây cốc tắt lưng toán súng đứng canh xem. Em gái mặt em cho mày chán nếu như mày gán gan gan. Thích chơi sang nó đưa mồi bán ba em bạch hãng gian ngang. Những con hạng ngón phải tiền sáng đây không phải gái lang thang. Dùng đất ăn chơi nếu không thì sống thua thì sắp bất sang bang. Đó là chưa kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Rõ ràng khi mày ăn quen đất casino này chẳng an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, chi, chi. Nguyên bao tiền gas.
thằng anh, tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Em tao mà cao nhá, dân chơi công ba hoa. Còn nguyên cư trong đêm lỡ mày gặp biến kêu tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực kim. Có thằng anh, có tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Chỉ biết hút không chịu đi khám phá. Đứng dậy mà cầm sách bút mà đi với tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích, vui lòng mày tránh ra. Mời mày bước vào đất miền Tây, tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Dưới một cổ sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đáng. Từng sống coi Sài Gòn như ở đợ. Dạ tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ. Mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Tao có thằng bạn đang đứng nơi đất châu đốc là gangster. Nó cứ nhắc với tao biên giới có cái khu là casino. Thằng anh đang canh bên dưới, người đi vào đi ra đi vô. Nhưng tao nắm hết tỷ số thích nhanh như nhà Latiso. Khi đêm xuống phố lên đèn nó nói là đẹp như Tokyo. Nghe radio phát sóng đầu làng đang tiên dương anh tư. Chắc quân
vàng vàng ở trên thi thể. Không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Mỗi tháng trong năm đều có nghi lễ, người chết vương vàng ở trên thi thể. Không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Đâu hả? Đi 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 theo tao về đây, mày cần gì giờ? Dẫn con xe thì sáng tay đang cầm cờ. Chạy hiên ngang vì tao đang sống ở bờ. Dẫn Sóc Trăng Cần Thơ. Đi theo tao về đây, mày cần gì giờ? Dẫn con xe thì sáng tay đang cầm cờ. Chạy hiên ngang vì tao đang sống ở bờ. Dẫn Sóc Trăng Cần Thơ. Nhắc tới Cần Thơ người ta hay nói có bến Ninh Kiều gạo trắng nước trong, nước Cần Thơ tay chèo tay giống đưa xuồng ra sống mà đi ngược dòng. Bản chất miền Tây hiền lành chất phác nhưng mà không luôn cuối cứ sống mi ngang. Trải qua bao thăng trầm mất mát nhưng giờ đây tôi khác như chốn tiên đàng. Nhấp ly trụ ngồi trên du thuyền nghe điều giang cổ hoài lan, ngắm thành phố đèn lên đèn tình 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 tan. Nếu mày thích thì cái chi tiền chơi kiểu mấy ông chủ Đài Loan, đợi tối thêm chút gì lên sàn có thiếu gì kiểu xài sang. Gần miền Tây bước vào club mà chất cứ như là tay tay. Vì ta đây là con của đất rồng, trời cao ta bao lần mơ. Và nếu hỏi ta là đất của
phương nào, tao là Dương Cần Thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồn nhạc.